Mình chào các bạn. Hôm nay thì mình đã mang chiếc Honda Basic của mình đi bảo dưỡng, bảo trì. Ô đô hiện tại là 12.404 cây số. Và mình đã chạy cái nhất phi là bơm từ ở đây ra, tính ra là hơn 2.000 cây rồi. Tại vì thời gian thay là 11.485 cây số mà giờ nó 12.400 mấy, tính ra là gần 3.000 cây rồi đó các bạn. Hôm nay mình sẽ kiểm tra tổng thể nhiều thứ. Thứ nhất là cái tháng trước nó cứng. Thứ hai là cái cổ xe này ha, mình xoay, mình gặt á, kiểu như là nó qua luôn vậy đó. Nó đi, tức là nó có sự xê dịch nhẹ thôi chứ nó không nhiều. Rồi kiểm tra nước mát. Rồi dầu phanh. Quan trọng nhất vẫn là bên này, vệ sinh. Vệ sinh bố nồi, kiểm tra kẹp trượt. Kẹp trượt mình thấy là nó chắc đi rồi. Tại vì mình hạ ga xuống nó tập. Rồi lọc gió này ha. Và chắc chắn rồi phải thay nhớt, như mình nói là nhớt gần 3.000 cây số rồi đó các bạn. Các bạn nè, tính ra gần 3.000 cây số mà nhớt vẫn chưa có dơ lắm. Mức này là mức bình thường. Nó chỉ là trùng với hơi bẩn. Nó chỉ hơi bẩn chút thôi à. Gần 3.000 cây số đó các bạn. Tại vì ngoài ghi ở dưới cái yên xe này á, mình còn ghi trong sổ của mình nữa. Tại vì bên xếp nó có một cái trip một à. Nó có một cái trip thôi. Cho nên là cái trip đó mình để dành á, khi mình đổ xăng là mình xóa trip để mình đo cái quãng đường đi thôi. Chứ nó không có trip B. Thì mình cho nên là mình ghi sổ không à. Rồi ghi dưới đây nữa là không bao giờ sai lệch nha các bạn. Bây giờ xả nè. Đúng ra nó chưa có đen. Mặc dù gần 3.000 cây nha các bạn, nhưng mà nó vẫn không đen. Nè, nó chỉ hơi bẩn. Chỉ hơi bẩn thôi. Đó, nó chỉ hơi bẩn thôi. Gần 3.000 cây số mà nhớ chỉ hơi bẩn thôi. Đây, nhớt láp thì nó đen hơn cái mức này một chút. Nó gần qua đây rồi nè. Nhớt láp cho nên mình sẽ thay luôn nha các bạn. Nước mát thì như mình nói ở video trước là nó tới đây luôn rồi nè các bạn, tức là cần phải châm thêm rồi đó ha. Chưa có báo động nhưng mà vẫn phải châm thêm rồi, xuống mức lower nè. Đây ha, đây đó, có xanh xanh nè các bạn, ngay mức đó luôn, châm luôn ha các bạn ha, châm thêm nha. Rồi ok. Đúng rồi. Đúng rồi, hơn xíu cũng chẳng sao. Đầy quá thì nó tràn. Bây giờ là xíu ống nhớt đó các bạn. Đây, mới bơm vừa từ cái phi ra nha các bạn. Đó. Còn đây là nhớt láp, dầu hộp số này. Với dòng xe tay ga thì như bạn nhân viên chia sẻ, tay ga 110 đó các bạn, thì nó xài tiếp là 120ml. Còn với dòng xe tay ga từ 125cc cho tới là 160 á, là xài tiếp này là 150ml nha các bạn. Đó. Còn như nắp 350 á, thì là 240, tức là hai tiếp nhỏ, 240, 120, 150 và 240 nha, cho 110, 125 và 350.
Đây, bây giờ mình mở lọc gió thử xem lọc gió nó dơ như thế nào. À, dơ đó các bạn, dơ đó, nên thay đi ha. Cái này là thay đi các bạn, dơ lắm rồi, mới có 12.000 cây số. À, có hai ngóc để cạo gai nha các bạn, đó là cái nắp nồi đó ha, sẽ có hai con, cái khi mình siết nhẹ vô nó sẽ bung cái lớp nồi ra. Đây, cận cảnh. Rồi, bây giờ mình sẽ cận cảnh quá trình tháo cái bộ nồi này ra các bạn. Giờ các bạn thấy không? Bụi vậy. 12.000 mấy trăm cây số. Đó, nè nè. Thấy không? Cái bụi đó nó sẽ làm trượt, là trượt cái bố ba càng này nè các bạn. Cái chuông mình bị dơ á. Và chưa kể là mấy cái bu ly. Mòn. Mòn hả? Nó có cái nó phải thẳng xuống luôn nè, nó láng xuống luôn á. Ừ. Đi cô ro, đi cô ro em coi luôn. Đây. Tránh tình trạng bị bể bố, gặp bố vậy. Rồi, đi cô ro. Đi cô ro thì định chạy tới 20.000 km. Ừ. Rồi, cũng còn ok. Còn ok đúng không? Đây. Anh xuống ga anh thấy nó cạch là chắc cái kẹp trượt này nè các bạn, đúng không em? Chắc kẹp trượt này quá. 2, 4, 6 viên bi. Anh kiểm tra nó có gơ không? Cái kẹp trượt này á, khi mà nó lỏng quá thì lúc mình lên ga đầu á, mình lên ga mình nghe tiếng cạch hơi gốc á. Cái là nó lỏng này nè. Nó lỏng này đúng không? Cái độ gơ nó nhiều quá, độ gơ nó cao quá thôi. Vi quan là mòn. Vi quan này thì định kỳ của Honda thay thế là 10.000 km tùy theo tình trạng xe mình sử dụng. Giờ là mình thay luôn ha em. Bây giờ nó mòn hết trơn nè. Có lẽ là nó phải tròn hết luôn nhưng của anh giờ nó khuyết, nó quắt mép hết trơn nè. Ok. Khi mà nó nằm ở trong cái chén bi này thì khi mình lên ga thì cái lực ly tâm của động cơ nó sẽ quăng viên bi này ra. Chạy ra. Nhưng mà bây giờ nó móp méo hết trơn rồi, nó quăng ra đâu có đều nó đâu. Rồi. Nó gây tình trạng xe mình chạy nó không ổn định, nó đẩy rung và giật, rung giật, chạy xe không êm được. Đây thì nó còn ok nè. Thả vô đây nó còn ok, nhưng mà thả vô ở đây thì cái độ gơ nó cao quá. Lên ga nó kêu á, nó kêu cạch cạch cạch, nó góc 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 á.
còn chiếc xe của anh á, khi anh lên ga anh xuống ga thì cái cầm dây Google này nó vũ là nó sẽ đánh xuống cái thành lốc này nè, có dấu rồi không em? Nhìn thấy có dấu rồi đúng không? Đúng rồi. Nó lúc mà lên ga xuống ga nó vũ, nó đánh xuống thành lốc mà nó vũ, nó phát ra tiếng cạch cạch, cái đó thì không nguy hiểm gì, không ảnh hưởng gì hết, không nguy hiểm gì. Nó hầu như trên tay ga những dòng xe SH 160 và BCS 160, Wago 160 đều mắc phải cái đó, không ảnh hưởng gì hết. Đánh xuống thành lốc không? Nè, có dấu nè, các bạn thấy rõ luôn ha. Này nữa, khi mà gáp bộ nồi vô thì cho nó nổ máy lên thì mình thấy liền à. Bố này hay nó sập ha, khi mà bụi bặm bên trong cổ nồi mình nó nhiều quá, nó gây tình trạng là sập bố bà càng của mình. Nó cũng gây tình trạng là bụi nhiều quá, nó gây tình trạng xe mình chạy đi rung xe hoặc là rung ga đầu không ổn định. Này thì có thể mình vệ sinh lại là ok rồi, vệ sinh bụi trong đây là ok rồi. Thì thường là mở ra vệ sinh bộ nồi thì mình kiểm tra lại những cái xin cái phốt trong đây, nếu mà nó có bị xì mở ở trong này nè, nếu mà nó xì ra ngoài thì mình nên thay thế lại, còn nếu mà nó không có bị xì mở thì mình vệ sinh lại là ok. Cái này là chưa bị xì không em? Chưa, cái này chưa bị xì. Nếu mà nó có dấu xì mở bò nó sẽ vòng vòng ở ngoài này, vòng vòng ở đây nè, và nếu mà nó nhiều quá thì mỡ bò nó sẽ bám lên bố này luôn, bám đúng lên rồi, bố này xe mình chạy không được, chạy rất là rung chiếc xe. Còn tình trạng bộ nồi này thì vệ sinh lại là ok rồi. Tình trạng bộ nồi này sử dụng mười mấy ngàn km thì cái này mình vệ sinh lại, vệ sinh lại là ok. Thì có bi văn này thì mình nên thay thế lại, thì định kỳ của Honda khuyến cáo mình thay thế 10.000 km mình nên thay thế lại, tùy theo tình trạng của bộ bi văn của mình, xe mình sử dụng. Cái này thì nó móp méo trên nên thay được rồi là ok. Ok em. Ba cái kẹp trượt này mình nên thay thế lại luôn. Trong đây thì mình vệ sinh lại là ok. Còn cái lọc gió này thì theo định kỳ của Honda thì nó định kỳ thay thế là 16.000 km, tùy theo điều kiện sử dụng và môi trường sử dụng. Đúng rồi. Ví dụ môi trường mình sử dụng thì bụi bặm nhiều quá thì mình kiểm tra, nếu mà dơ quá thì mình nên thay thế lại. Đúng rồi, Honda cho là con số để mình tham khảo thôi các bạn. Còn khi mình sử dụng ở điều kiện môi trường mà nó bụi bặm quá thì mình phải kiểm tra và thấy nó dơ thì mình thay thôi. Chứ không phải Honda nói 16.000 là cứ đúng 16.000 mới thay, mặc dù nó thấy ghê rồi kiểu vậy đó. Còn 16.000 mà nó chưa có dơ thì mình vẫn có việc là sử dụng tiếp tới 20.000 chẳng hạn, nó là như vậy. Cái video của mình thì đôi khi là nó hơi dài nha, nhưng tại vì mình quay chi tiết cho các bạn xem tham khảo, là những bước đi kiểm tra vệ sinh bố nồi, kiểm tra định kỳ, bảo trì bảo dưỡng là sẽ làm cái gì, và qua các bạn nhân viên ở đây làm thì mình sẽ thấy được là ở chỗ các bạn làm nó sẽ như thế nào đó, nó có giống vậy không, họ có làm kỹ hơn như thế không, hay là họ làm không được như vậy, để các bạn tham khảo đó, nó là như vậy ha. Dơ lắm luôn á các bạn, quét mà thấy nó bụi bay bịt mù luôn. Bây giờ tới cái buli sau ha, mình có hỏi em trai là cái buli trước mình có cần thay không, tại vì em nói nó gọn rồi đó, thì em nói là thôi khi nào mà anh thay dây cua ro đi thì mình thay luôn cái buli cho nó đồng bộ, nó giống như xanh nhông dĩa vậy đó các bạn, nếu mình thay không đồng bộ thì nó sẽ ăn không đều, nó bị sút giống như sút Amiya vậy đó. Bạn thấy dơ ghê không nè, đó bao nhiêu đây bụi kinh khủng không.
cáo mình vệ sinh cái này thì mình chỉ cần mình quét bụi và dùng dẻ sạch mình lau được rồi. Còn khi mình dùng những dung dịch hoặc là hóa chất thì nó có thể gây ảnh hưởng tới cái bộ ly hợp của mình, bộ nồi của mình. Nó có thể là ví dụ mình sử dụng dung dịch thì dung dịch hoặc là nước hóa chất nó vô nó gây hư những cái bạch đạn nồi sau của mình. Cái này là Honda khuyến cáo không sử dụng dung dịch hoặc là hóa chất, chỉ cần quét bụi cho sạch và dùng dẻ sạch lau lại là ok rồi. Vô khủng ha. Xe máy sử dụng mới có 12.000 km mà nó có dấu hiệu rạn nứt này, Jaguar này không? Đúng không? Nhưng mà mình sử dụng tới định kỳ 20.000 km mình hết tha luôn. Ok em. Được mà, tại vì tháo cái bố nồi ra rất đơn giản. Tới 20.000 hay 22.000 cây các bạn tháo ra thay cũng được, nó nhanh gọn lắm, đâu phải chẻ máy đâu. Và nó chỉ là gỡ cái bố nồi ra thôi. Cho nên là bây giờ các bạn có thể là không thay, chạy thêm nữa được thì tiết kiệm cũng được. Đó như nãy bạn nhân viên có tư vấn. Tới đó mình thay dây cua ro rồi thay luôn cái bu ly trước. Mình còn nhớ có một dạo mình cũng vô đây một chiếc Honda SH, mở ra nhìn thấy là kinh khủng luôn, nó dơ hơn này chắc gấp cả 10 lần. Tức là bạn nhân viên mà vũ cái nồi ra một cái là nó đen một đống như là các bạn không biết sao mà dữ vậy, không biết. Honda SH ngay tại đây mình có ghi hình lại khủng. Đây. Đó, kinh khủng này các bạn ha. 12.000 cây số hơn thôi. Siết cân lực ha. Đúng rồi. Này sử dụng quan chảo cái nồi sao cho để mình siết cân lực. Này là dụng cụ đặc biệt của Honda. Khi mình sử dụng cân lực thì mình nếu mà mình dùng súng mình bắn thì có thể gây tình trạng quá lực, gây tình trạng là hư cái ren nồi sao này của mình. Mở
mỡ ở trong cái bạch đạn 6902 đó thì thường thì nó sẽ có mỡ để nuôi, nhưng mà sau thời gian mình sử dụng á, nó quăng mỡ ra ngoài hết thì nó có thể gây tình trạng là nó gào cái bạch đạn. Cho nên khi mình bảo dưỡng cái bộ nồi thì mình tra lại cái mỡ bò trong dòng bi đũa và dòng bi 6902 lại là nó có là nó ok. Còn khi mình không tra lại là cái gây tình trạng là gào bạch đạn, mau hư cái bạch đạn của mình. Nhưng mà thường thì cái bạch đạn đó nó gào thì nó vẫn sử dụng được bình thường, nhưng mà nó gây tiếng ồn cho mình là rất là khó chịu. Khó chịu. Khi mình dắt xe mình nghe tiếng gào 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 vậy đó. Mình tra mở lại là ok. Thì cái dòng bi 6902 và dòng bi đũa thì mình nên sử dụng mỡ bò chuyên dụng của Honda. Mỡ bò thì là dòng mỡ bò chịu ở nhiệt độ cao. Thì mình sử dụng mấy cái mỡ bò nó không chịu nhiệt thì nó quăng ra ngoài hết. Thì sau mình tra mỡ bò vào vòng bi đũa và vòng bi 6902 thì nó ok lại ha. Thì bộ nồi mình bảo dưỡng thì cái điều này mình nên chú ý những điều này. Ok, quá tuyệt. Nói chung là cái này thì các bạn nên tham khảo thêm là chỗ này. Đó, kẹp trượt mới vô thì nó sẽ cứng hơn các bạn, thấy không? Phải dùng búa cây, búa gỗ, búa cao su để gõ nó vô. Nó sẽ cứng hơn. Còn mình xài lâu thì nó sẽ lỏng rồi. Bi là sao bi gì em? Bi SH 160. Rồi, chúng ta sẽ có hai loại. Một là SH 160, giá của nó là trên 400.000, 425. Rồi, đúng thông số luôn nha các bạn. Đây, em có đo đường kính đo gì luôn đúng không? Đúng thông số là 19g. Đúng trọng lượng luôn. Đúng trọng lượng luôn. Ha. SH 160. Hồi nãy mình còn một bộ nữa mà nó rẻ hơn là của thằng SH. SH-MOD, nhưng mà nó lại tới 20g. Nó nặng hơn một chút, nhưng mà giá thì rẻ hơn. Giá nó chỉ có mấy chục ngàn rồi đúng không em? 78 ngàn. Mình sẽ sử dụng SH 160 luôn các bạn. Đúng thông số, 19g ha. Đó. Vậy là có phụ tùng thay không các bạn? Thay kẹp trượt, thay bi văn, thay bố. Xin lỗi các bạn, thay lọc gió. Cái này đúng không em? Đúng rồi, cái mã. Đó đó. Ừ, đúng rồi, được rồi. À rồi rồi rồi, ok. Nó có chiều nha các bạn nè. Mình đọc đúng chữ Honda giờ đúng nè. Còn mình để ngược là mình thấy chữ ngược ha. Nó có chiều mà. Mình cứ để đúng chiều đi. Đây, cần siết lực. Nghe tiếng không? Ừ, nghe tiếng cắt là xong. Nghe. Đủ lực đó. Đủ lực đó. Thấy bạn ấy chỉnh miếng lồng đòn cho nó ngay tâm. Quay nó không bị dặn nữa các bạn. Và siết ha. Đó. Ha. Siết xuống nha. Cắt cái là nó đủ lực nữa các bạn.
Đây là cái lọc gió của Honda Vario 160. Nó sẽ sử dụng chung với Vario 160 nha các bạn. Mình đã thay bi văng, thay kẹp trượt, thay luôn cái lọc gió này. Như vậy có vô tùng không các bạn? Cái này hình như là 100 mấy à ha. Lọc gió của Vario 160 nhé các bạn. Và thậm chí là cái nắp này mình đã chia sẻ ở video trước là mình cũng đã thay nó luôn rồi. Cái nắp này nè các bạn, mình thay rồi đó. Đây bánh sau nè các bạn ha. Nó đó, đó lúc nãy nhẹ nè. Đây khúc này nó nặng nè, nó sẽ nặng một chút thì quý sẽ kiểm tra luôn cái bố xem. Thì do bụi bặm nó nằm đóng ở trong cái bố này quá nhiều, quá giờ tình trạng là bố của mình nó không tiếp xúc hoàn toàn với mặt đĩa. Chỗ thì tiếp xúc, chỗ thì không tiếp xúc. Đây là chỗ này không tiếp xúc, chỗ này tiếp xúc. Và bụi bặm quá nhiều nó gây tình trạng là sập cái bố đĩa, nó gây cái đĩa của mình quay nó hơi bị nặng. Đúng rồi. Thì cái này mình chỉ cần mở ra vệ sinh lại là ok. Vệ sinh cho nó sạch là ok rồi. Và đồng thời cái đĩa này nó mình cũng dơ, bụi bặm nó đóng quá nhiều trong những cái lỗ đó. Đúng rồi em, chưa mở rồi lần nào. Chưa mở cho vệ sinh hết á. Mở ra vệ sinh là ok á. Đúng không? Thấy dơ rõ ràng. Quá dơ. Quá dơ. Sập bố luôn, dơ quá vì sập cái bố đĩa. Nè, đó. Tức là khi mình mở ra là mình quay nó bình thường, nó không có chỗ nặng, chỗ nhẹ. Mình phải tìm nguyên nhân thì rõ ràng là do cái bố đĩa nó bị dơ các bạn. Rồi nó lâu ngày á, chỗ ăn chỗ không, chỗ ăn chỗ không, thử ra nó sẽ bị có hút, nó bị nặng, có hút nó bình thường. Đó như bây giờ mở ra nó quay bình thường nè. Đó, rất bình thường luôn. Trời ơi. Em có lấy nhám đánh không? Có, trà nhẹ thôi, trà nhẹ qua cho nó sạch. À, sử dụng nhám 400 hoặc 300 gì đó, nhám mịn đó không em? Nhám mịn á, thì mình vệ sinh bằng nhám nước, mình lau bằng nhám nước, nhám khoảng 300-400 để lại làm cái tạo cái mặt phẳng này lại và sạch lại. Thì đó thì nó không gây tình trạng bị mòn cái bố thắng của mình. Nếu mình sử dụng nhám lớn quá thì gây tình trạng mòn bố thắng, mau hết bố thắng, ảnh hưởng bố thắng của mình. Thì tại bố con còn rất là dày mà. Ok, bố này còn ok đó, rất là dày luôn. Thì những lần gạch này là những lần chỉ thị độ mòn của má phanh nè. À, khi mà những độ mòn này nó cạn xuống là mình nên thay thế bố mới lại. Đây là chỉ thị độ mòn má phanh. Đúng rồi, nó sượng. Sượng từng cơn, từng cơn. Đúng rồi, đúng rồi. Nó có một điểm nó là nó sượng bây giờ. Đó. Bây giờ nó nhẹ luôn rồi các bạn.
giờ lít xăng đi lên 60 cây luôn nè. Mình đùa thôi nha. Đây các bạn nhìn nè ha, đó, nó phải nhẹ đều thế này. Còn hồi nãy á, là nó khúc nặng khúc nhẹ, khúc nặng khúc nhẹ các bạn thấy không? Đó. Ok ha. Nếu mình không thể làm tự nhà thì mình cứ mang đến trên hét như thế này để những bạn nhân viên làm cho mình. Vệ sinh bố thắng này cũng rất là quan trọng, nhất là tháng mưa nè các bạn. Bây giờ tiếp tục là tới cái thành địa trước thì mình bóp nó hơi cứng nha. Cha mở bò vô là được rồi, tại vì nó bị khô, nó khô mãi thì mình cái hành trình mình thanh nó bị sượng, nó hơi cứng cái tay phanh mình. Cha mở lại là ok. Địa chỉ của Hét là ở số 9 đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Tuyến đường Lê Lợi này nó sẽ nằm song song với tuyến đường Triệu Nương, tức là số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên Sóc Trăng là cửa hàng Mai Duyên. Còn bên này là Hét Huỳnh Bạch Tùng. Khô gan rồi các bạn. Điểm tiếp xúc. Cái dù này nó giống như cái đòn bẩy vậy thôi. Ừ. Đòn bẩy thì nó sẽ tiếp xúc vô thằng này, nhưng mà nó không có gì để với bôi trơn á, lâu ngày nó khô thì cảm giác cái tay phanh mình bóp nó sự cứng tay phanh, không êm tay. Mở ra cho một miếng mỡ bò là ok là rồi. Bê xíp này dễ làm á, cái kia tháo ra cho nó mới giấm mày xuống dầm xe kia thấy cái tay phanh tháo ra đâu có dễ đâu. Tại vì này nó nằm đưa ra ngoài nè, ghi đông trần thao tác ghi đó thác rồi hơi khó đó. Cái xe kia là mất tháo nhựa, tháo dàn nhựa rồi, nhưng mà tất cả làm được hết rồi. Bây giờ là mở luôn cái đĩa trước đi các bạn ha, nguyên cái cụm bố thắng đĩa trước ra vệ sinh luôn. Còn đây là mặt tiền cửa hàng Hét Huỳnh Bạch Tùng nha. Đó, nằm ở kế bên bưu điện Mỹ Xuyên và ngay chợ trung tâm chợ Mỹ Xuyên nè các bạn. Sáng giờ trời mưa, bây giờ mới tạnh đó các bạn, nhưng mà khách vẫn đến bảo trì bảo dưỡng xe rất là đông nè các bạn nhìn nè ha. Khó quá trời da luôn nè. Giờ bích, mà nó mòn cũng nhiều rồi ha. Bích những cái rãnh chỉ thị luôn nè. Ừ, mấy cái rãnh nãy mình thấy ở bố sau đó các bạn. Ừ, nó bích luôn. Trời ơi nè. Đó. Này cũng gần hết bố luôn nè. Ừ. Vẫn còn xài được nha các bạn, nhưng mà gần hết bố rồi. Cái này vệ sinh lại xài nữa. Chừng nào nó tới chỉ thị này thì mình thay. Đây có chỉ thị nè. Đúng rồi. Quá chưa. À, đó là hậu quả của những cái ngày mình đi mưa, phơi mưa, sình cát, đất đá như thế này. Mọi người thấy ha. Mình không có bào chữa cho cái hành động ở dơ của mình. Đây, thực sự là ở dơ tới mức độ cái bố nó dơ tới cỡ đó, đúng rồi, mình phải tháo ra vệ sinh bố thường xuyên nha các bạn ha. Đó là biết rồi. Đây, ôi, sạch trơn nha các bạn. Tại vì những cái thứ này mà nó dơ, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái chất lượng phanh của mình rất là nhiều. Thắng đó, chất lượng thắng của mình rất là nhiều. Ở trước là kẹp phanh hai bít tông nha, hai bít nè, hai bít là như thế này đó, nó có hai cái xi lanh đó các bạn.
Bên trong thì vẫn đang giao xe cho khách nha các bạn. Một chiếc Honda Wayne Fa. Và chạy thử xe cho khách sau khi mà đã hoàn tất công việc. Tiếp theo là xả bọt khí nhẹ cho nó, mình nhấp nhả cho nó nhẹ hơn và nó dính hơn. Cái dầu thắng thấy gì chứ mà nó lợi hại lắm nha các bạn, đừng để cho nó dính vô nước sơn nha, dính vô nước sơn là nó bay luôn á, dầu thắng á. Nên là khi các bạn mà xử lý mấy cái này á, nếu ở nhà làm không quen thì mình cứ mang lên trên hết ha, cho thợ uy tín, những người ta có kinh nghiệm làm, ta làm thì nó ok hơn. Còn ở nhà nếu các bạn có đủ kinh nghiệm, đủ đồ nghề như thế này thì muốn làm tại nhà cũng được. Đó, ok ha các bạn. Tức là khi mà mình gặt qua thế này nè các bạn ha, mình gặt mạnh đó nó đụng nè, mình thấy không nè, nó đụng luôn ha, rồi mình trở lại bên này nè, các bạn nhìn nè, nhìn nè ha. Đó, nó qua luôn, nó qua chút xíu, nó sẽ có độ rơ. Mình chạy thì bình thường, nó không có gì hết, nhưng mà nó sẽ có độ rơ nhẹ. Bây giờ mình nhờ quý kiểm tra luôn. Bây giờ sẽ kiểm tra tới phần cổ lái xe nha các bạn. Cái điện thoại kia mình hết pin, mình đi sạc rồi các bạn. Quay bằng cái điện thoại phụ ha. Đây, cuối cùng là do cái chỗ này nè các bạn. Ở đây thì vị trí hai góc hai bên nó có cái cao su điện, đúng không em? Đúng rồi, có cao su điện. Thì nó bị lỏng, do nó bị chai, bị nhóm, lâu ngày bị nhóm lại, cái này mình siết lại là được, ok à. Siết ấp lại là ok. Ok em. Vậy là cái vấn đề mình lo là cái bạc đạn và đạn cán cổ á, nó không sao. Chỉ là do cái chỗ này thôi. Phải mở ra nó mới biết được. Tại vì từ ở dưới lên nó có rất là nhiều những cái giai đoạn, những cái khớp nối, cho nên là kiểm tra từ khớp từng khớp. Nguyên nhân hai cục phương này à, đây tôi đang yêu cầu là lấy cho tôi một cái cục che. Vậy là mình sẽ canh thêm một miếng lông đờn nữa nha các bạn. Canh một miếng lên mỏng vô cho nó dày lên xíu, tại miếng cao su nó bị chai á. Nó có dấu nha các bạn. Cây số. Như vậy là mình sẽ chạy tới 14.400 cây số, mình sẽ phải lại thay nhớt nha các bạn. 2.000 cây số ha. Đây, xong rồi đó các bạn.
Rồi. Đúng rồi. Cứng rồi đó các bạn. Rồi, coi như là xong đó các bạn. Kiểm tra xe ha, công tắc đèn trước sau, xi nhan, công tắc đèn thắng, còi, đá chân chống tắt máy và sau đó là chạy thử. Xong nha các bạn. Bây giờ chỉ còn thủ tục cuối thôi là mình sẽ thanh toán cái hóa đơn. Coi như là xong rồi đó các bạn. Tại vì trong đây nó có thông tin của mình cho nên mình không có tiện quay cho các bạn xem nha. Nhưng mà tiền công á, vừa vệ sinh nồi, vệ sinh dầu heo trước sau, làm cái cổ luôn mà chỉ có 140 thôi ha. Còn lại mấy cái dầu hộp số, dầu thắng, không phải dầu thắng, chai nước làm mát, dầu động cơ ha, rồi nắp bầu lọc khí, bộ vi văn là cao nhất, bộ vi văn là 425.000 nè, bộ kẹp trượt là 60.000 nè. Cái này về đi mình sẽ chụp hình mình show lại sau ha. Coi như là kết thúc, tổng cộng là 936.000. Ok ha, mình sẽ kết thúc video luôn nha các bạn, ngay tại Hết Vụ Tùng nha. Chào các bạn.